Thân ái, chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng, Tân Hợi, cung khôn, mạng, thoa kim xuyến, bà chúa tiên độ mạng. Tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Tân Hợi. Nữ tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống, tuổi Tân Hợi lại gặp khá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chánh. Thời trẻ vất vả nhiều, về già hưởng sung sướng an nhàn. Cuộc đời nữ mạng tuổi Tân Hợi phải bôn ba vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, hưởng nhiều phú quý. Tuổi thọ của người tuổi Hợi dao động từ khoảng 72 tuổi cho tới 88 tuổi. Ăn ở có tâm, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Về tình duyên, tùy thuộc vào tháng sinh mà tình duyên của nữ Tân Hợi sẽ có những chuyển biến như sau. Thứ nhất, sinh vào các tháng giêng âm lịch, bạn gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Cuộc sống hôn nhân gặp nhiều ưu phiền và lo lắng. Tuy nhiên, nếu biết dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình thì cuộc sống sẽ khác hơn. Thứ hai, sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Đây là những người trong tình duyên trải qua nhiều vất vả khó khăn mới có được hạnh phúc như ý muốn. Thứ ba, sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Con đường tình duyên sẽ rất hạnh phúc và tốt đẹp. Tìm được đối tượng xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc gia đình trọn vẹn, niềm vui nhiều. Gia đình và sự nghiệp. Về gia đạo, thường đây là những người phụ nữ đảm đang, chu đáo, biết thấu hiểu, quan tâm nên cuộc sống gia đình thường rất hạnh phúc và bình yên. Công danh, nữ tuổi Tân Hợi thường không có quá nhiều ý nghĩ lập nghiệp thành tài, họ chỉ muốn một cuộc sống an ổn và bình lặng nên công danh hầu như không có. Về sự nghiệp, những người này có năng khiếu về buôn bán cho nên rất khéo léo. Sự nghiệp sẽ có bước phát triển khi bước vào tuổi trung niên, làm việc chăm chỉ, sẽ có của ăn của để, cuộc sống sung túc. Tuổi hợp làm ăn. Nếu như chọn được đối tác làm ăn hợp tuổi thì sẽ khiến công việc ngày càng thuận lợi và phát triển, gặp nhiều may mắn về vấn đề tiền bạc. Nữ tuổi Tân Hợi nên hợp tác với các tuổi sau thì sẽ gặp vận may về tài lộc. Đó là các tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý và Đinh Tỵ. Lựa chọn vợ chồng, nếu nên duyên với các tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Dậu thì cuộc sống của nữ tuổi Tân Hợi sẽ tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và sự may mắn. Cuộc sống giàu sang, đáng ước mơ và không phải quan tâm nhiều tới vấn đề về cuộc sống. Nếu kết hôn với các tuổi Giáp Dần, Bính Dần thì cuộc sống cũng có nhiều niềm vui nhưng lại không gặp may mắn về tiền bạc. Sau kết hôn, hai vợ chồng phải cố gắng nhiều hơn trong công việc thì gia đình mới được cải thiện. Nữ tuổi Tân Hợi, nếu kết hôn với các tuổi Bính Thìn, Canh Tuất, Mậu Thìn và Giáp Thìn thì nữ Tân Hợi có thể trong cuộc sống gặp nhiều vất vả và khó khăn. Muốn cải thiện cuộc sống thì ngoài chuyện cố gắng làm ăn, họ cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cần chú ý, không nên kết hôn với các tuổi năm 19 tuổi, 23 tuổi, 29, 31, 35 và năm 41 tuổi. Tuổi Đại Kỵ cần tránh hợp tác làm ăn với các tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Canh Thân, Ất Sửu, Mậu Thìn, Đinh Mùi. Vì những tuổi này sẽ đem lại nhiều sự rắc rối không may mắn đến với bạn. Năm khó khăn nhất. Tử vi cuộc trọn đời cho thấy rằng trong cuộc đời tuổi Tân Hợi nữ mạng sẽ phải gặp nhiều vận hạn vào những năm 22, 26, 30, 38 và năm 43 tuổi. Vì vậy, cần hạn chế đầu tư kinh doanh, kết hôn, bất cứ những việc về hệ trọng nào trong những năm này để tránh gặp phải những điều xui xẻo, đề phòng kẻ gian hãm hại, hao tiền tốn của, làm việc vô ích. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Lựa chọn ngày giờ xuất hành hợp nhất sẽ khiến cho công việc của bạn định làm thêm phần thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Tuổi Tân Hợi nữ mạng phù hợp và xuất hành vào những ngày chẵn, tháng lẻ và giờ chẵn. Diễn tiến từng năm, từ năm 18 đến năm 22 tuổi. Trong những năm này, cuộc
Sống sự nghiệp, tình duyên của bạn sẽ có nhiều những thay đổi bất thường, lúc lên lúc xuống. Trong sự nghiệp, bạn gặp nhiều điều khó khăn, những cản trở khiến bạn dần trở nên chán nản và có ý định buông bỏ. Tuy nhiên, sau đó sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, hướng dẫn bạn chọn được ngành nghề phù hợp hơn. Công việc bắt đầu có những bước tiến triển mới, tình duyên gặp nhiều trắc trở, bạn không thể nào quên được mối tình đầu. Từ năm 23 đến năm 25 tuổi, những năm này đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp và là bước ngoặt trong tình duyên của bạn. Trong công việc, nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ những người xung quanh mà bạn và bạn bè mà đạt được những thành công lớn, vượt ngoài mong đợi, tình duyên thuận lợi gặp được người sẽ cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, đây là những khoảng thời gian diễn ra nhiều biến cố, vì vậy nên thận trọng, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra một quyết định nào đó, bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ trong tương lai của mình. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, bạn sẽ có nhiều niềm vui liên quan tới công việc và hạnh phúc gia đình. Những năm này sẽ có vận may về mặt tài chánh. Tuy nhiên, cần chú ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh, bởi có những mối đe dọa đang rình rập ra ngoài, cũng nên cẩn thận tránh để xảy ra tai nạn. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, đây là những khoảng thời gian rất thuận lợi cho bạn để thực hiện bản thân, nâng cao vị trí trong công việc. Nhờ cơ hội đến bất ngờ, do vậy mà bạn cần phải sáng suốt để nhận ra và nắm bắt nó. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian quan tâm chăm sóc gia đình mình hơn nữa. Đừng nên lơ là chuyện vợ chồng con cái, kẻo ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, những năm này vận may tới cửa, do vậy mà bạn gặp rất nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong gia đình, có vận may về tài chánh. Vì vậy, nếu như có ý tưởng kinh doanh hay đầu tư nào đó thì nên thực hiện, bởi bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Tuy vậy cũng phải nên thận trọng nắm bắt rồi hãy hẳn làm, kẻo hao hụt tiền bạc. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, những năm này sự nghiệp đã bước vào giai đoạn ổn định và không có dấu hiệu phát triển. Bạn nên tập trung chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân mình, chú ý tới chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, điều dưỡng hợp lý, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, quan tâm chăm sóc người thân yêu. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, những năm này cuộc sống tốt đẹp, tuy có gặp một số những rắc rối nhỏ nhưng đều được xử lý một cách nhanh gọn và sạch sẽ. Con cái thành đạt, công danh sự nghiệp phát triển làm rạng rỡ. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, bước sang những tuổi này thì bạn nên đặt công việc và sự nghiệp sang một bên, nên dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho bản thân, đặc biệt là phải chú trọng tới vấn đề sức khỏe, thường xuyên đi kiểm tra định kỳ, chú ý hơn tới rèn luyện thân thể, chế độ ăn uống, vui chơi giải trí. Trong những năm này sẽ có vận may về con cháu và tài lộc dồi dào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.